Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Lộc Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem phân tích toàn bộ bí ẩn của Scooby-Doo Toilet 67 phần 4 Trước khi xem video các bạn hãy nhớ ấn like, đăng ký kênh để giúp mình sớm đạt được 1,5 triệu người đăng ký Cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào các bạn, lại là Bơm đây. Chào Bùm. đã trở lại lịch làm việc bình thường khi cho Skibidi từ lễ 67 ý. phần 4 ra mắt đúng lịch hẹn hàng tuần. Đây là tập phim Bùm đánh giá cực kỳ hay vì chứa đựng nhiều bí ẩn đáng bất ngờ. Mắt kính bảo vệ mà Titan TV Man đưa cho Titan thành cameraman ở đâu ra? Khi chạm mặt nhau, Titan TV Man đã nói gì với Titan Speaker Man? Lần đầu tiên đơ, nhân vật bí ẩn xuất hiện và đưa thông tin trực tiếp cho Cameraman ừ. POV. Dòng chữ bí ẩn Điều trên trai vậy nghĩa là gì? Tên điện xe Skippy xuất hiện trong phần 4 là thật hay giả? Ai đã mở cửa căn cứ phòng thí nghiệm Skippy Toilet cho quân đoàn Liên minh? Biểu tượng này hàm chứa một bí mật cực kỳ đen tối. Bạn có biết đó là gì không? Và còn rất rất nhiều bí ẩn xuất hiện trong Skippy Toilet 67 phần 4. Vì vậy, hãy ở lại và xem đến hết video này nhé. Còn bây giờ, hãy tìm một chỗ ngồi thật thoải mái, ăn trà okay. uống một snack và chúng ta bắt đầu video thôi. Mở đầu tập phim, đa phút buồn cho chiếu lại cảnh Titan TV Man bắn laser vào đầu con robot tiến sĩ Skibidi. Sau đó, anh nhìn thẳng vào camera Man POV với khuôn mặt thân thiện, nhưng có hai điểm khác biệt so với tập 67 phần 3. Thứ nhất, Titan TV Man đã nói, đã sồn. Câu này nghĩa là đó là tất cả Thứ hai, Tập 67 phần 3 Đã dâm gần mặt Titan TV Man Còn phần 4 thì không Từ đó mở ra tình tiết mới cho tập phim Titan Cameraman và Titan Speaker Man Vẫn có thể đứng dậy sau cuộc ẩu đả ở phần 3 Lại... Thế vậy Titan TV Man liền đưa cho Titan Cameraman Kính bảo vệ mắt Câu hỏi đặt ra là Thứ này ở đâu ra? Các ừ. Cameraman khác có thể sử dụng chung một loại kính bảo vệ Sai Anti TV Man có thể sản xuất hàng loạt Để chuẩn bị trước cho họ khi cần thiết oh. Nhưng cỡ kính của Titan Cameraman lớn hơn nhiều. Không lẽ Scientific TV Man đoán trước Titan Cameraman bị tiến sĩ CGB làm hư kính bảo vệ mắt rồi sản xuất trước? Sao dự đoán giỏi quá vậy? Giả thuyết của bầm là tài tần TV Man trong quá trình nâng cấp và sửa chữa vẫn luôn theo dõi cuộc chiến thông qua camera man POV. Anh trở nên nóng lòng khi biết được tài tần camera man đã bị tiến sĩ Skibidi làm hư kính bảo vệ mắt. Trong lúc đó, anh đã kêu thịt TV Man ngay lập tức làm một chiếc kính mới để khi vừa nâng cấp sửa chữa xong là đem theo cứu đồng đội của mình liền. Từ đó cho thấy tính cách cầu toàn và quan tâm đến đồng đội của Titan TV Man, anh quả nhiên là một lãnh đạo xứng đáng của tập TV. Trở lại tập phim, lúc Titan Speaker Man giơ tay chào, ta thấy Titan TV Man có biểu hiện rất lạ. Anh nói gì đó, xong lắc ngón trỏ. Nếu cho quay ngược âm thanh lại, bạn sẽ nghe là No Stapling. <laughs> Nghĩa là đừng đâm dao vào người khác. Đây là câu nói đùa để hàn gắn tình cảm giữa Titan TV Man và Titan Speaker Man sau cú đâm ở tập 47. Để dễ hiểu hơn về câu này, bạn tạm hiểu như hai thằng bạn nói chuyện với nhau. Thằng A nói với thằng B: "Ê thằng quỷ, đừng có đâm tao nữa nghe." Sau đó, một âm thanh cực lớn xuất hiện, cameraman POV vội vàng quay qua phải. Và rồi, một cảnh tượng hải hùng xuất hiện. Thắc mắc lớn nhất của Skippy Toilet trong những tập gần đây đã được giải đáp. Làm cách nào Skippy Toilet có thể chống lại quân đoàn liên minh khi tài thành TV Man quá mạnh? Vâng, đó là tạo ra hàng loạt robot zemen man Mỗi con có sức mạnh riêng. Trước mắt chúng ta là ba tô cơm, ổ lộc, ba Z-Man. Mở hàng cho cuộc chiến lần này, một robot Z-Man có 11 laser, một con sở hữu 16 xuống cối, một con sử dụng bốn răng cưa. Khi xem đến đây, Bùm đã thật sự bất ngờ và tự hỏi, cái quỷ yêu gì vậy? kịch bản Skippy Toilet càng lúc càng đắt điếp hơn, chúng ta gần như không thể dự đoán nổi chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo. Lần phát triển kịch bản theo hướng phát nhân vật phản diện này là một bước tiến lớn, đưa series Skippy Toilet đi xa hơn so với tưởng tượng của tất cả người xem. Sắp tới, chúng ta có thể chứng kiến cả một đội quân toàn Z-Man. Từ giờ trở đi, ai mà biết được đâu là Z-Man hay tiến sĩ Skippy đi thật nữa tất cả đều có thể trở thành củ lừa, cái bẫy có thể xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc, mọi tập phim, nhưng dù là vậy thì tất cả vẫn sẽ được giải quyết gọn gàng Tay Titan TV Man Không ngán bố con thằng nào Một mình anh chấp hết cả họ nhà Skippy Toilet nhảy vào giữa cuộc chiến Như một vị thần À mà trước đó bạn có thấy gì không Các màn hình của Titan TV Man Thể hiện những biểu tượng khác nhau Cho ừ. thấy anh đang có nhiều cảm xúc Cái này thể hiện sự bình tĩnh tự tin vào sức mạnh của mình Cái này thể hiện sự vấn đề đa Cuối đa cùng thì Titan rồi. TV Man Đã có thể phô diễn sức mạnh thật sự của mình Còn cái này như muốn nói với quân đoàn liên minh rằng Mọi thứ quá đơn giản Tôi giải quyết bọn này dễ như ăn vài tô cơm Mọi người cứ yên tâm Cuộc vui đâu chỉ có vậy Không để anh chiến đấu một mình đâu Titan Speakerman giơ tay ra như muốn nói Sao cũng được Nhảy vào chơi bọn nó thôi Titan ừ, Cameraman à. cũng trong tâm trạng tương tự Ok chơi thì chơi Từ đây ta cũng thấy một sự u ái Cụt tay và cú vết đánh nhau được à Cái rất đặc biệt của Đa Phúc Buồn Dành cho Titan Cameraman những tưởng tài tình camera sẽ nằm yên sau tập 67 phần 3 nhưng cuối cùng anh vẫn có thể đứng dậy được thậm chí là xong tới chiến đấu cá nhân bùm dù yêu quý tay tình camera nhưng không thích cách làm này của đa football ăn chọn loạt bơm ở tập 65 nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu ở 67 phần 1 với thể lực tương đối tốt đánh nhau một lúc rồi tự cưa đầu ở tập 67 phần 2 phần 3 lại cưa đầu tiếp tự đấm vào mặt mình sau đó đổ gục đến tập này vẫn đứng dậy tay chân linh hoạt như vẫn chưa từng tiếp. có chuyện gì xảy ra. Nó làm bùm cảm giác như tay tình cameraman bất tử. Dù có bị thương cỡ nào, thì tập sau anh vẫn sẽ tỉnh dậy và chơi tiếp. Làm cameraman bất tử mà các pro. Tạm như cameraman vậy, là bất liệu tử mà. có mà. khóa tay không đá phút 4? Chúng ta có thể chọn cách khác mà. Ví dụ như cho tay tình cameraman bị thương, đi đứng không vững, lỗi năng lượng tối màu dần và bạo tình thế nguy cấp. Sau đó, Titan Cameraman được về căn cứ để nghỉ ngơi một xíu. Chứ cái gì mà đánh đấm đến nát người mà vẫn hùng hổ đi tới. Cái này không phải là hơi hơi đâu. Nó là rất bất hợp lý nha anh Đa Phúc sao cũng được trở lại tập phim lúc này rồi. màn hình của camera men pov đột nhiên nhiễu sóng sau đó là cảnh tượng cực kỳ điên rồ xuất hiện cuối cùng thì đa phúc bull đã thật sự lộ diện đến bây giờ ta mới thấy anh ta một cách rõ ràng nhất và thông điệp dành cho camera men pov lần này không hàm chứa bí ẩn nào nó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà không cần giải thích look to the left nghĩa là nhìn sang bên trái, lần xuất hiện này đã đánh dấu một bước ngoặt lớn cho Skibidi Toilet. Nhân vật bí ẩn hay là Da Football từ giờ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Anh ta sẽ giúp đỡ quân đoàn liên minh bằng nhiều cách khác nhau. Không chỉ đưa ra thông điệp nữa, anh sẽ ở đây với mọi người và chiến đấu kề vai sát cánh cùng nhau. Ngoài ra, Da Football còn làm một việc quan trọng nữa. Chút nữa, bùm sẽ phân tích nhé. Khi camera men biểu quay qua trái như chỉ thị của Da Football, thứ đầu tiên chúng ta thấy chính là tiến sĩ Skibidi. Câu hỏi đặt ra là đây là tiến sĩ thật hay giả? Theo bùm thì là thật vì một số lý do sau. Thứ nhất, kích thước của hắn tương đương với tập 30 chỉ có điều là được nâng cấp thêm một vài vũ khí nhỏ để tiện cho quá trình đánh trả và trốn chạy. Nhiệm vụ của hắn không phải là chiến đấu mà là quan sát tình hình ở chiến trường và đề ra kế hoạch tác chiến nên không cần vũ khí xịn, miễn nhỏ gọn, đủ dùng là được. Thứ hai, thái độ của tên tiến sĩ Skibidi này rất khác lạ. Dù sở hữu vũ khí mạnh hơn, nhưng hắn lại tỏ vẻ sợ hãi trước một camera man POV bình thường. Thứ ba, kỹ năng chiến đấu của hắn rất kém ở khoảng cách không quá xa và camera man POV đứng yên nhưng vẫn bắn laser trượt. Thứ từ bỏ chạy như một con chó dính bã, một con robot không bao giờ làm vậy. Chúng luôn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, giống như Seaman vâng. giả ở tập 65 và cả tiến sĩ giả ở những video gần đây. Từ những điều trên, Bum kết luận rằng đây là tên tiến sĩ Skibidi thật Hắn đến chiến trường để trực tiếp nhìn thấy những sản phẩm robot Siemen của mình chiến đấu với quân đoàn liên minh, muốn nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu sau khi được nâng cấp của Titan TV Man để đưa ra cải tiến công nghệ vũ khí phù hợp hơn cho trận đánh tiếp theo. Trở lại tập phim, cameraman POV bay về trước và kịp thời chui lọt vào cơ sở nghiên cứu bí mật của Skibidi Toilet. Khi anh quay ra thì thấy một anh chàng Latch Man đang dùng thân mình để chặn cửa. Anh này xuất hiện từ tập trước bị thương từ tập rất là lâu rồi mà bây giờ vẫn đi chiến đấu được Thứ à. Bên ngoài, tên robot Zimen sở hữu 11 laser đang bắn về một hướng, điều này chứng minh ừ, cuộc chiến bên ngoài cũng vô cùng khốc liệt. Nhưng vì chúng ta không được trực tiếp thấy nó là gì, nên phân tích những cảnh bên trong này nhé. Speaker Speakerman đột ngột xuất hiện và bay vào trong như một cơn gió. Và nhìn kìa, bảng điện tử bên trái đã bị phá hủy với màu xanh lá cây quen thuộc không cần nói thì bạn cũng biết ánh sáng này là của ai đúng không chính xác oh yeah. đa phút đã mở cửa cho quân đoàn liên minh vào trong thì ra thông điệp của anh đưa cho cameraman man hồi nãy không phải để cảnh báo về tiến sĩ skibidi mà muốn pv đi vào trong cánh cửa này Phía xa xa, chờ Cameraman đang chạy vào. Anh uyển chuyển làm một cú lộn mèo như một ninja thực thụ. Đấy là niềm vui cho anh khi vừa đến kịp lúc. Nhưng lại là nỗi buồn cho anh chàng Last này. Anh dùng cả tính mạng của mình để giúp đồng đội vào trong cơ sở nghiên cứu của Skibri Toilet. Một nghĩa cử quá cao đẹp. Bưng xin dành tặng mọi sự tôn trọng cho anh. Tạm gác qua chuyện đó, ta đến với diễn biến tiếp theo thật là nhẹ nhõm. chờ Cameraman không bị thương quá nặng, chỉ hư hại một xíu ở dưới đầu gỗ trái. Những phần còn lại thì vẫn ok. Chính lúc này, một tiếng hú kỳ lạ xuất hiện khiến sắc mặt mọi người trong quân đoàn liên minh trở nên nghiêm trọng. Họ ngay lập tức vào tư thế phòng thủ. Khi cameraman POV quay đầu lại, ta thấy rõ dòng chữ Skibidi được viết theo bản chữ cái Hy Lạp. Ở giữa là biểu tượng gồm bốn chiếc bồn cầu tạo thành hình chữ thập rất giống biểu tượng chữ vàng của chùm khủng bố Hitler. Lá cờ này tượng trưng cho tội ác và sự tàn nhẫn. Chính điều này đã tạo ra một câu hỏi mới. Phải chăng Skibidi Toilet có nguồn gốc từ con người? Chính những thí nghiệm đen tối trên người của Đức Quốc xã những năm 1940 đã tạo ra chủng tộc Skibidi Toilet. Có gì bên trong căn cứ này? Tại sao quân đoàn liên minh vừa bước vào đã nghe thấy tiếng la hét? Không ai trong chúng ta có câu trả lời cả vì vậy chỉ có thể tiếp tục chờ đợi diễn biến của tập tiếp theo thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mình là Titan TV. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nhớ like và đăng ký kênh.